Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong Japan Daily Top News hôm nay. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Meiji đã công bố sách trắng thương mại thường niên, nhấn mạnh cần bảo vệ chuỗi cung ứng và cải thiện an ninh kinh tế. Mở đầu chương trình tối nay như thường lệ, mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý tại Nhật Bản. Thưa quý vị, một trong những sự kiện đáng chú ý tuần qua là hôm 29 tháng 6, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Meiji đã công bố sách trắng thương mại thường niên, trong đó chỉ ra rằng nước này cần đa dạng hóa các nguồn cung và hợp tác với Mỹ cũng như các quốc gia khác để bảo vệ chuỗi cung ứng và cải thiện an ninh kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Sách trắng nêu rõ các nước trên thế giới đang có xu hướng gia tăng bảo đảm an ninh kinh tế, trong đó có bảo đảm nguồn cung vật liệu quan trọng và tăng cường quản lý công nghệ lưỡng dụng. Viện dẫn tình trạng gián đoạn các nguồn cung y tế, văn kiện này cũng chỉ ra sự bất ổn trong các chuỗi cung ứng toàn cầu khi xảy ra đại dịch Covid-19. Xuất phát từ những nhận định trên, Meiji nhấn mạnh cần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và cấp vốn cho các công nghệ có tầm quan trọng chiến lược để tăng cường sản xuất nội địa và đảm bảo lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, tăng cường liên kết đối với các đối tác hữu hảo trong lĩnh vực này và mong muốn cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Để đối phó với những thách thức hiện nay như bảo hộ thương mại, các biện pháp can thiệp vào thị trường, sách trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi các cam kết về trung hòa khí thải carbon đến năm 2050.